Kính chào quý vị khán giả. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên của Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng diện rộng. Dự báo là đợt này nắng nóng không kéo dài và cường độ không quá gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày thứ hai ở cả hai khu vực này phổ biến là 35 đến 37 độ, một số nơi trên 37 độ. Hết thứ ba, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ giảm bớt, còn Trung Bộ thì duy trì đến ngày 20 tháng 7. Với dự báo như vậy thì phải qua ngày thứ ba, thủ đô Hà Nội mới bắt đầu giảm nhiệt. Còn hai ngày đầu tuần, thủ đô vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao 37 độ. Trong những ngày này, hoàng hôn lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vì vậy, đến Hà Nội dịp này, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Hồ Tây. Sang thứ tư, nắng nóng ở thủ đô dịu hẳn, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn là 34 độ. Nhưng về chiều tối trời lại có mưa dông rải nhiệt. Mưa sau nhiều ngày nóng dễ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Thanh Hóa nóng lâu hơn Hà Nội. Thứ tư, dù nhiệt có giảm 2 độ so với 2 ngày trước thì vẫn ở ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trái với cái nóng ở ngoài trời thì trong hang Chư Thạch Sơn không khí lại mát mẻ chỉ từ 18 đến 22 độ. Đây sẽ là nơi lý tưởng để quý vị vừa tránh nóng, vừa chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ đủ hình thù đẹp mắt. Thứ hai, ở Nam Bộ vẫn có mưa dông về chiều tối. Một số nơi có mưa vừa mưa to, tập trung chính ở miền Đông và ven biển Tiền Giang đến Trà Vinh. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu du khách có kế hoạch tới thăm vườn cò Bằng Lăng vào những ngày tới thì nên lưu ý, bởi vì chiều mới là thời điểm đẹp để du khách ngắm đàn cò bay về tổ. Mà lúc này thì khả năng có mưa dông cao. Thay vào đó, du khách có thể tranh thủ những khoảng thời độ để tham quan chợ nổi, tới các miệt vườn thưởng thức nhiều loại trái cây tươi ngon. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các thành phố du lịch khác trên cả nước.